Ở trong video này mình sẽ chia sẻ đến với các anh em những cái lưu ý cho một số những cái sản phẩm mà các anh em có thể mua sẵn ở thị trường. Nó giống như kiểu là định mua chai nước hoa thì phải biết là nó thế này kiểu như thế, thì nó thì cái video này mình sẽ tổng hợp những cái lưu ý ngắn gọn, nhanh gọn và xúc tích để mà làm sao ví dụ nếu như mà các anh em có ý định mua ấy, thì chúng ta sẽ dễ dàng lựa hơn. Tất nhiên thì những cái chai trong cái list ở video này nó đều là những cái mùi hương ngon. Tuy nhiên ngon nó chỉ là một yếu tố, nó còn phụ thuộc vào ví dụ như điều kiện sử dụng, khí hậu, thời tiết, hoặc là cái chúng ta, ý định của chúng ta sử dụng như nào thì mỗi người là khác nhau. Và nếu như chúng ta sử dụng sai thì automatic đầu mùi hương dù có thơm thì cũng sẽ là không hợp lý, một dạng kiểu như thế. Thì ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ đến với các anh em những cái lưu ý cho một số sản phẩm mà các anh em vẫn thường hay mua được ở ngoài thị trường. Ok, chai nước hoa đầu tiên mình nhắc đến ở đây đó là Rochas Moustache EDP. Cái thời điểm mà lúc mình làm video share cho các anh em chai nước hoa này thì mình cũng không biết đâu, mình cũng không để ý lắm. Tuy nhiên về sau thì mình bắt đầu mình mới để ý kỹ hơn, thì mình mới biết rằng những cái phiên bản mới hiện tại ở đây thì chai nước hoa này đã bị reform mùi, hay còn gọi là thay đổi công thức. Và có một cái điểm khác biệt khá là rõ với những cái batch cũ, đó là về vấn đề hiệu năng mùi hương. Vốn dĩ chai nước hoa này kể cả những cái batch cũ thì về cái hiệu năng mùi nó cũng không phải là quá xuất sắc, nó không tệ nhưng nó cũng không phải là dạng kiểu là ghê gớm, mà chỉ ở mức độ ổn, trung bình khá. Nhưng mà hiện tại ở đây những cái batch đang ví dụ như tầm 2022, 2021 gì đấy ấy, thì cái hiệu năng mùi của nó bị chê khá là nhiều. Đó, thì nếu như các anh em nào đang quyết định mua chai nước hoa này về để mà trải nghiệm mùi hương, tất nhiên rồi, mình vẫn thích, mình rất là thích mùi hương của Rochas Moustache. Tuy nhiên, nếu như các anh em nào quyết định mua chai nước hoa này thì chúng ta phải nên lưu ý rằng hãy nên chọn những cái batch cũ. Ví dụ tầm như hai chai nước hoa của mình hiện nay đều là khoảng tầm từ 2019, 2018, 2019 thì cái batch của nó vẫn rất là ngon. Còn nếu như mà dạng kiểu 2022, 2021 thì chúng ta nên cân nhắc, bởi vì như mình đã nói, hiện nay chai nước hoa này nó bị reform mùi và mình không biết rằng là trên da các anh em thì nó có bị ảnh hưởng về cái vấn đề hiệu năng mùi hay không. Tuy nhiên, mình đã nói lại là có rất nhiều những ý kiến kêu ca về cái vấn đề kiểu như bám tỏa của chai nước hoa này ở những cái batch mới, thì các anh em cũng nên lưu ý. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là Tommy Bahama Estee Kit. Vâng, phải nói thật rằng mình rất là khóa chai nước hoa này nếu đi để sử dụng trong mùa hè với sự kết hợp của khế của long diên hương rất là ổn áp. Tuy nhiên thì nó cũng giống như những sản phẩm khác của Tommy Bahama, cái vấn đề hiệu năng mùi nó gần như nó giống như kiểu là một cái bệnh chung ấy, chứ không phải chỉ riêng mỗi chai nước hoa này. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ phải chấp nhận khá là nhiều để mà sử dụng nếu như mà chúng ta mua chai Tommy Bahama Estee Kit, bởi vì từ ngày xưa mình đã nói rằng chai nước hoa này cái hiệu năng mùi của nó khá là kém. Đó, khá là kém. Thì nếu như mà các anh em nào một cái định cái kiểu mua và với một cái hy vọng rằng, với một cái mục đích sử dụng rằng là chúng ta sẽ dùng cả ngày, chúng ta đi ngoài đường, chúng ta đi có nghĩa là cả ngày cầy mặt ở ngoài đường ấy, thì các ông nên cân nhắc ý định sử dụng mua chai nước hoa này, bởi vì mình đã nói rồi, cái hiệu năng mùi của nó khá là kém. Và đây là cái bệnh chung của một số cái dòng nước hoa mùa hè của nhà nước hoa này, nhà Tommy này, chứ không chỉ riêng mỗi chai nước hoa này. Thì anh em nào nếu mà ví dụ như kiểu là làm gặp khách hàng đi liên tục ngoài đường ấy, thì chúng ta nên cân nhắc lựa chọn một chai nước hoa khác thay vì sử dụng chai nước hoa này, bởi vì mùi hương thì mình không bàn tới đây, tuy nhiên hiệu năng mùi của nó thì phải nói là khá là kém. Đấy, thì cái thứ hai các anh em nên lưu ý. Chai nước hoa thứ ba đó là Amouage Minder. Phải nói rằng đây là một chai nước hoa nó đã thay đổi phong cách làm mùi hương khá là nhiều của nhà Amouage, trái ngược với Interlude, trái ngược với Memoir, trái ngược với một số tự nhiên mình đã quên Epic kiểu dạng như thế, những cái cú bom phải gọi là dã man con ngàn của nhang trầm khói, nói chung là đặc trưng của Trung Đông. Thì ví dụ như Amouage Minder, nó là một sự kết hợp của nhũ hương, của gỗ đàn hương và rễ cây diên vĩ, nó tạo nên một cái tông mùi ngậy thơm mà nói chung là rất là ổn áp. Tuy nhiên
Nếu như anh em nào mà đang ví dụ như ở trong Sài Gòn ấy, đại khái trong miền Nam thì chúng ta nên cân nhắc, bởi vì một người em mình đã nói rằng là khi mà xài ở trong đấy ấy, thì lúc đầu ngửi thì thấy rất là thơm, nhưng mà sau đấy thì cảm giác nó rất là bứ ở mũi. Bởi vì chúng ta đều biết là trong miền Nam thì thời tiết nóng cộng thêm với một cái tông mùi nó dạng kiểu ngậy ngậy ấy, thì thực sự là mới ngửi thì rất là ok. Tuy nhiên càng về sau thì sẽ cảm, mình cũng hiểu rằng là sẽ có một cái cảm giác nó bứ ở mũi này, kiểu như cảm giác nó hơi ngột ngạt mũi khi mà ngửi. Bởi vì với một series nhũ hương, cỗ đàn hương và rễ cây diên vĩ thì đấy đều là những cái tông nó tạo nên một cái vị ngậy hơi phấn phấn. Nói chung là chúng ta nên cân nhắc, nếu như anh em nào ở trong Nam quyết định mua chai nước hoa này thì chúng ta nên cân nhắc. Đó, mình không nói về mùi hương, nhưng ở đây mình đang nói rằng nếu như cái trong cái điều kiện khí hậu như thế thì chúng ta nên cân nhắc, bởi vì nó sẽ rất là dễ gây cho mọi người ngửi cái cảm giác nó kiểu nó ngột ngạt để mà ngửi, mặc dù mùi hương của nó thì như mình đã nói rất là ổn áp. Ok, chai nước hoa thứ tư đó là Van Cleef Imperial. Đây là một chai nước hoa có sự kết hợp của vani, của amber. Và tại sao mình lại cho chai nước hoa này vào trong cái list mà chúng ta cần biết? Bởi vì nó có một cái sự tương đồng đối với mình thấy khoảng 70% với một sản phẩm khác của nhà Hermès, và nó có tên là Lambre de Mavely, cũng với cái tông amber, cũng với cái tông vani. Và cá nhân mình xếp rằng Van Cleef vẫn là một cái dạng level dưới so với sản phẩm của nhà Hermès. Tuy nhiên, thế nên là mình nghĩ rằng chúng ta, nếu như mà các anh em đã từng trải nghiệm mùi hương sản phẩm đấy rồi và chúng ta không thích, thì chúng ta cũng nên cân nhắc khi mà chúng ta quyết định mua chai Van Cleef Imperial. Ok, chai nước hoa thứ tư. Chai nước hoa thứ năm đó là Dior Homme Sport phiên bản 2021. Đây là một cái thay đổi mình đánh giá rất là cao của nhà Dior với phiên bản cũ của nó 2017, với một cái mùi hương mình không thích một chút nào. Mình không thích bản 2017. Phiên bản 2021 thì với Aldehyde và Vetiver tạo nên một cái tông mùi rất là thư giãn, rất là đẹp để sử dụng trong những ngày hè đó. Tuy nhiên thì ở chai nước hoa này nó có một cái chúng ta cần nên biết, đó là cái nó giống từ đầu cho tới cuối, đây là một chai nước hoa một thuộc tính mùi là thuộc dạng kiểu một, từ đầu cho đến cuối gần như là không có một cái thay đổi gì đó. Khi mà chúng ta xịt cho đến lúc dry down nó là tính một mùi, với cá nhân mình cảm nhận như thế. Thì điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta có thể là mới đầu chúng ta cảm thấy rất là thích, tuy nhiên về sau thì có thể là có thể là không. Ở đây thì mình chỉ nốt ra thôi để cho các anh em tham khảo đó. Bởi vì như mình cảm nhận đấy là nó một tuyến kiểu mùi hương, tuyến tính một mùi, thì nó có thể là sau một thời gian chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể cảm thấy là nó hơi kiểu như là gây chúng ta cảm giác nó hơi buồn buồn, nhàm chán kiểu như thế. Thì anh em cũng có thể tham khảo. Còn lại mùi hương, mình rất là thích Dior Homme Sport 2021. Ok, và chai nước hoa cuối cùng đó là Dolce & Gabbana Light Blue Italian Love. Tại sao mình lại cho chai nước hoa này? Mình lại nói như chai nước hoa này bởi vì mình đã nhớ ở một cái video trước mình đã nói rằng đây là chai nước hoa nó không có quá nhiều thay đổi, nhưng nó khác tuy nhiên so với Light Blue Forever thì không phải là một kiểu như là sự thay đổi quá là lớn. Thì mình cho rằng chúng ta không cần thiết phải mua Italian Love, chỉ cần Light Blue Forever là đủ, là quá ok xả hè rồi đó. À, và còn một chai nước hoa nữa của mình nhớ mình quên, chai nước hoa cuối cùng đó là Azzaro The Most Wanted Perfume. Đây là một cái phiên bản flanker tiếp theo của Azzaro The Most Wanted Eau de Parfum. Và cái lý do mình sẽ lưu ý các anh em bởi vì tông mùi hương của nó so với phiên bản trước đó là Azzaro The Most Wanted Eau de Parfum là gần như nó một cái phiên bản level mà cho đậm mùi hơn và dày mùi hơn, ngọt hơn. Còn về cái gốc của nó thì vẫn sẽ là Azzaro The Most Wanted Eau de Parfum với kết hợp của vani, tông ngọt. Nếu như ở phiên bản EDP đó là vani và cái vị thơm ngậy của cái vị bánh, tự nhiên mình lại quên mất tên bánh nhỉ. Còn ở phiên bản
mới này thì nó cũng vẫn là vani và nó ngọt hơn, nó dày hơn. Nhưng mình đã nói rằng không, nó không có một cái gì thay đổi quá là lớn. Ví dụ như từ Azure Wanted by Nine và Azure The Most Wanted, đấy là hai cái tông mùi có thể gọi rằng là cái sự phát triển khá là hai theo hai cái nhánh khác nhau. Tuy nhiên ở phiên bản flanker mới này so với phiên bản cũ thì nói chung là nó cũng có khác, nhưng mà mình không nghĩ rằng nó là một cái sự thay đổi quá là lớn, trừ là đậm hơn và ngọt hơn. Thì nếu như anh em nào mà có tham khảo chai nước hoa này thì chúng ta đấy là một cái thông tin mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó. Thì video của mình đến đây là hết rồi, rất là sorry bởi vì mình không có sản phẩm nào trong tay. Hẹn gặp lại các anh em trong video tiếp theo. Ok, bye bye.